Thank you. Áo xanh này nè, nãy bắt lưới thấy chuẩn lắm rồi, anh nghĩ chắc anh chưa đánh hết á. Đúng rồi, đúng rồi. Anh đánh kiểu không có cố gắng, đánh kiểu chưa nỗ lực hết. Thanh hữu, thấy anh đánh thoải mái. Ghê à. Cú spin của Linh mà anh em mình có ai mà vô được rồi ha. Họ đón mà tát xuống luôn. Tạt mà banh cao, tát xuống luôn, đè xuống luôn vô. Đè xuống mà đập. Hai tay mà đủ tầm đập. Tại vì hai anh đánh theo phong cách đúng đồ bồ á nữa. Hai ngày là cứng. Đánh đồ bồ á. Giang này cứng. Linh nó tăng mà đánh cao là chết, cao trên nước. Đúng, đánh thấp thôi, đánh sát. Hồi nãy giờ em thấy banh cao là chết. Đập không rồi. Họ tát xuống. Bởi xuống mình đi ra ngoài. Mình mới biết. Mình mới biết là cái bởi từ nãy xuống đây là cái gì học hỏi. Mình gặp những người khác sốt mình chơi ra ngoài mình qua thế là nhà thôi. Không qua được ống đâu. Thế, cái nhà không nhiều. Sợ lắm. Dạ, nhà. Bền ha. Tỉnh bơ luôn. Đập nè. Không đập, chưa không đập. Banh nó hơi. Không biết được, không biết được. Nào, nào. Lưới dài chứ là khó lủng. Ghi lại đưa lên YouTube để cho Vinh với Tăng để cho Linh với Tăng về qua rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Đến là sao? Biết mình với ta đó. Khỏe giang máy game rồi. Máy game có một điều. Một điều. Wow, bắt lưới hay quá. Lưới hay à? Hay quá. Hay. Anh em mình mà mấy cái Linh đó đánh mình chết. Mình vô hả? Ê. Quá thấy bên này mà. Đó.
đây. Hồi nãy anh Châu đánh thắng hay thua? Thua 6-4 rồi. Cặp đây luôn hả? Bốn đều, ba đều. Đều là nếu ok đều. Là à. Bên chỉ cần đều thôi, không có cần mạnh, cái đều đánh ngoài đó cũng thường. Mình đánh ngoài thôi, anh nào đánh ngoài mà không bền không bền là hư là thôi. Đánh ngoài sao thay đổi không? Thay đổi quậy hư bền thôi, bền đều. Đô đô bồ hai lưới đều thôi vậy ăn. Đây gần sân bay quá anh Châu. Cái máy bay xuống hả? Đây gần. Ở đây chắc đi ra sân bay 5-10 phút nữa. Giò gà của Linh rồi. Ủa, Linh không đánh. Linh không đánh down the line vậy ăn hả? Sở trường down the line. Down the line. Linh đánh cái nó down the line vậy ăn. Mình đánh ra không làm mình quẩy. Ông đánh bên kia thì anh bên line. Kia đó. Không phải ông này mình cover kỹ. Hay quá. Hay quá. Hay quá Tân. Good shot. Good. Tân hồi nãy giờ thấy quả đó. Xuất sắc. Cái này hư hư hoài. À. Cái này có được cái đó. Quả đây hai. Được cái đó ok. Tân là tại trả chơi cũng không đều anh Châu hả? Ok. Cái trả chơi đều, trả đánh đều ok, trả đánh tốt lắm. Hơi bị off hả? Ừ, nhiều khi ông ngót mà nhiều bữa ông đánh chịu không nổi rồi ông. Nhiều bữa ông coi như vô thuốc rồi á. Nhiều bữa ông vô thuốc ông đánh chịu không nổi ông á. Ông đánh cái gì vô á, đánh hiểm nữa. Khó. Ông đánh tốt chứ, ông vô lê vô rồi, vô lê tốt. Tính nít sướng nha, hay lắm đó nha, mình làm chủ kỹ thuật nó sướng. Hai, tăng kia còn đó hai, là cái timing người ta không có. Vội hay vội. Cái thời gian ngắn lại là mình đã không chữa. Có thai. Linh chưa. Hôm nay hay á nghe, anh Châu hè. Căng tài căng sức.
in ba lần uống giờ cái bánh nó qua dễ ăn lắm nha. Rồi nó qua là nó xuống đất liền. À. Xuống đất nhanh á. Xuống đất nhanh thì ok. Ủa, vô dai rồi đó. Hay không? Hay quá. Ồ, quá hay. Út. Bắt bài hay không? Mà vô lê hay. Nó bắt được. Bắt. Vô lê hay. Mà bắt bài nữa. Oh, like it.